Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu sản phẩm này mình vừa mới chế. Đó là chiếc máy xay sinh tố của mình. Đó, chiếc máy xay sinh tố của đây mình thì khá là nhỏ gọn, làm từ chiếc motor 840 này. Thì ở đây chiếc máy xay của mình là có thể nhấc ra này. Đó, các bạn biết tại sao không? Để mình có thể thay những cái cốc khác vào. Đấy, ví dụ các bạn muốn xay sinh tố xoài đây, bên này là ổi, thì các bạn không lẫn nhau được thì các bạn lại chuyển máy này, chỉ cần rửa qua này thôi. Đó, và ở trên này thì rất là tiện là cắm vào đây. Thì cái lưỡi của nó bạn có di chuyển thế nào thì cũng không thể chạm được vào cốc, và cũng không thể chém vào cốc được. Khá đơn giản phải không ạ? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi làm nó. Ở đây thì các bạn cần có đó là một cái motor này. Đây là motor 840 rất là mạnh. Ở đây các bạn cần có cái đầu kẹp. Đây là đầu kẹp đa năng, các bạn dùng đầu kẹp thường cũng được. Đầu của nó phải kẹp được chục 3 ly và đít của nó là 5mm to như này. Thì chúng ta mới cắm vừa cái motor này. Ở đây các bạn cần một cái cốc. Cốc này chắc chắn là phải có rồi. Một cái đầu bi 90 như này. Một miếng nhựa. Và một đoạn tôn để mình làm cánh quạt này. Bây giờ chúng ta thực hiện thôi. Mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ ra, để lại mỗi cái quần nợ này thôi. Ở đây thì mình sẽ khoan một lỗ là 3mm để lắp được vào cái chỗ kia. Con ốc này vướng quá. Đây, mình sẽ khoan một lỗ đây. Các bạn khoan như mình. Giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt cho nó thật đều. Đây các bạn cắt được thật đều để đảm bảo rằng nó không bị lắc. Ok rồi, công việc tiếp theo của mình sẽ dùng cái máy này để đánh cho sạch cái sơn này đi, vì mình nghĩ là cái sơn khá độc hại. Giờ mình sẽ khoét thôi. Ở đây mình sẽ khoét một lỗ đúng giữa này. Các bạn làm như vậy. Sau đó mình sẽ khoét tiếp ở đây. Sẽ áng chừng của nó vừa vào cái motor là được. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào thôi. Mình sẽ lắp như này. Nó lỗ rất là chuẩn rồi. Ôi chết, xin lỗi các bạn nhé, mình phải lắp xuống dưới này mới đúng. Như này. Các bạn lưu ý nhé, các bạn nhớ rửa sạch trước khi lắp vào, kẻo là ăn vào lại ăn cả dầu mỡ. Bây giờ thì mình lắp cánh quạt thôi. Ở đây mình sẽ dùng cái cánh quạt vừa chế này. Đó. Các bạn siết cho chặt tí. Ở đây thì các bạn có thể đo xem. Nếu mà nó chạm đáy cốc rồi thì mình sẽ nâng lên. Vâng, như này là không chạm. Giờ mình dùng cái lục lăng như này mình siết nó lại. Ôi, máy ăn xoài có mà mình quên mất. Ở đây thì mình sẽ dùng cái nhựa này để chắn. Và chắn ở đây là để chắn cho cái mà mình xay nó không bắn vào trong vòng bi này. Thứ nhất là không bôi cái mỡ trong vòng bi ra, thứ hai là nó không bị hỏng vòng bi. Đó, thì mình sẽ chắn cẩn thận. Cái này thì cũng không còn tròn lắm đâu. Rồi ok,
mình sẽ dùi một lỗ ở đây và lắp vào. Vâng, như vậy là công việc của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình chỉ việc mang xoài ra test thôi, mang hoa quả. Rồi, các bạn hãy đảm bảo cho mình rằng nó thật chuẩn nhé, không bị rung lắc, nếu không là nó sẽ văng rất là nguy hiểm. Đây, cái này mục đích của mình làm cái ống 90 này là gì? Là khi nó lắc như này thì nó cũng không để chạm được cái cánh quạt này vào trong cốc và sẽ không gây hư hại gì hết. Đây chính là sinh tố xoài của chúng ta. Mời các bạn nhé, tôi ăn trước đây. Rất ngon. Vâng, tôi đang ăn mảnh chiếc ống kính này. Vâng, và như vậy là chúng ta đã làm xong chiếc cốc sinh tố này. Ôi xin lỗi các bạn, làm xong chiếc máy xay sinh tố nhỉ. Vâng, và cái cốc này sẽ bỏ sang một bên này. Thì ở đây các bạn để ý nhé, là xoài không hề bắn lên cái màu trắng này. Đó. Và như vậy chúng ta đã làm xong chiếc máy xay sinh tố này. Nếu thích sản phẩm hãy cho mình một like nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video nhiều hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.